Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Xót xa danh ca Thanh Tuyền tử tụy vì gặp tai nạn. Mới đây, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ một đoạn clip nói về tình trạng sức khỏe của mình khiến nữ ca sĩ vắng mặt tại live show mới nhất của Quang Lê tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Nữ danh ca cho biết vì gặp tai nạn nghiêm trọng nên Thanh Tuyền không thể biểu diễn. Quang Lê ơi, cho mẹ gửi lời xin lỗi, mẹ không thể vì được vì bà bệnh, chưa tới phiên mẹ bệnh nữa. Hôm 31 mẹ phát ở Sa Tết, rồi bị té ở chỗ hát, mẹ nhờ Cao Thầy Sơn đỡ mẹ, cả Nguyễn Cao Kỳ Duyên nữa. Giờ mẹ nằm trong bệnh viện, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ. Thật sự, mẹ cũng muốn bay về chỗ con, nhưng điều không may cứ liên tiếp xảy ra. Tối đó mẹ bị té ngã sau hậu trường, giờ mẹ phải về bác sĩ khám, người ta không cho lên máy bay. Hiện tại mẹ cũng bệnh lắm, con xin lỗi khán giả dùng cho mẹ, con cảm ơn con. Được biết, tối nay, danh ca Thanh Tuyền đã gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng khi đang đi lưu diễn tại Sa Tết. Tại show diễn, cô bị vấp ngã sau hậu trường khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng. Thanh Tuyền phải nhờ đến ca sĩ Cao Thầy Sơn và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đỡ mình đứng dậy. Ngay sau đó, nữ danh ca đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Danh ca Thanh Tuyền là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng. Cũng như nhiều ca sĩ khác cùng thế hệ, sở hữu được nét riêng biệt trong giọng hát, khi cô cất tiếng hát lên lại biết ngay đầu là Thanh Tuyền, không lẫn vào đâu được. Bởi chất giọng đặc biệt, cách luân lầy đã trở nên thương hiệu, cô hát theo lối bạch thanh, giọng cao vút, ngân nga trầm bổng. Cô là chị cả trong gia đình nghèo ở Đà Lạt, có tổng cộng 16 người con. Lên trung học, cô thi đậu vào trường nữ Bùi Thị Xuân, danh tiếng nhất Đà Lạt. Dù là con nhà nghèo, đồng con nhưng vẫn cố gắng học hỏi để với ước mơ sau này trở thành cô giáo. Tuy nhiên từ nhỏ như Mai đã say mê có năng khiếu về ca hát. Vì vậy năm 1959 chị mới lên trung học, cô đã đoạt giải Thần Đồng Đà Lạt với ca khúc Nắng Đẹp Miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương. Đầu thập niên 1960, khi còn đang đi học, Thanh Tuyền được nhận vào đài phát thanh, đồng thời được người cậu chỉ dẫn nhạc lý sơ cấp. Trong một lần thu thanh tại đài phát thanh, ca khúc Vọng Gác Đơm Trương của nhạc sĩ Mạnh Phát được chính nhạc sĩ Mạnh Phát tình cờ nghe được và nhận ra những tiềm năng của cô nữ sinh Đà Lạt, và sau đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, giám đốc hãng đĩa Container. Thanh Tuyền trở thành học trò của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, sau đó cũng trở thành học trò của nhạc sĩ Mạnh Phát và được hai nhạc sĩ tên tuổi này hết lòng nâng đỡ, để sau đó trở thành danh ca nhạc vàng suốt hơn 10 thế kỷ vừa qua. Rồi quê hương lên Đà Lạt, Thanh Tuyền xuống Sài Gòn ở chung với vợ chồng nhạc sĩ Mạnh Phát, Minh Diệu để học nhạc và bắt đầu những bước đầu tiên trong đường sự nghiệp. Ca khúc đầu tiên của ca sĩ Thanh Tuyền trong diễn ngựa dấu ấn kỷ niệm ngay lập tức đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Cô cũng góp mặt đầu tiên trong chương trình của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương trên đài truyền hình và liên tục trong nhiều chương trình khác. Mặc dù là học trò của Nguyễn Văn Đông và độc quyền cho hãng Sơn Ca Continental của nhạc sĩ này, nhưng Thanh Tuyền vẫn được cho phép hát trong các hãng khác. Được biết, vào năm 1966, khi cô bắt đầu cộng tác với hãng đĩa Asia, sóng nhạc và hãng đĩa Việt Nam, tên tuổi của Thanh Tuyền vụt sáng rất nhiều với ca khúc Ăn Khách, nhất là Đà Lạt Hoàng Hôn và Nỗi Buồn Hòa Phượng. Những bài hát đã khẳng định được tên tuổi và vị trí của Thanh Tuyền đối với công chúng. Cho đến năm 18 tuổi, Thanh Tuyền là một trong những cái tên sáng giá trong làng nhạc Sài Gòn. Nhưng cô cũng chỉ thu đĩa hát cho mỗi bài, đài phát thanh, sau đó cô mới đưa tuổi hát phòng trà và đặt chân vào hát tại các vũ trường vừa tự do. Xa xim, đời đỉnh cao, Thanh Tuyền cho biết cô hát cho 6 phòng trà mỗi đêm. Năm 1967 đến năm 1968, Thanh Tuyền bắt đầu ca hát cùng với danh ca Trịnh Linh và được trở thành một hiện tượng, trở thành cặp đôi song ca nhạc vàng được yêu thích nhất từ trước đến nay. Người ghép đôi để Thanh Tuyền hát song ca cùng Trịnh Linh chính là hai người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát, bạn Thu Thanh hài Hoa Rừng Cho Em, một nhạc sĩ Trương Hoàng Sơn trong đĩa nhựa Continental, đánh dấu lần đầu Trịnh Linh, Thanh Tuyền song ca và Ăn Khách ngoài mong đợi. Những hãng đĩa khác sau đó đã tiếp tục khai thác và cặp đôi song ca này, cũng như hàng loạt các ca khúc sáng tác được Trịnh Linh, Thanh Tuyền song ca, đó là Con Đường Xưa Em Đi, Phút Cuối, Tình Bơ Vơ.
Năm 1970, Thanh Tuyền đạt giải Kim Khánh, là nữ ca sĩ được yêu thích nhất và album được yêu thích nhất trên Trắng Đen do khán thính giả bình chọn. Theo cuộc trưng kiến ý dân của độc giả Nhật Báo Đen, Thanh Tuyền được bình chọn là nữ ca sĩ ăn khách nhất. Năm 1968, Thanh Tuyền lên xe hoa, cô không hát phòng tà nữa mà chỉ tiếp tục cho hãng bằng đĩa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.